Cảm ơn Quỳnh Anh đã đưa mọi người đến không khí của một đêm trăng rất là đẹp với những câu ca cổ ngọt liệm rót thẳng vào lòng người. Với con á, việc hát cái câu giọng cổ ở trong bài này nó khó không? Dạ, đối với con là không. Con tập lâu chưa? Dạ, con tập bài này không có lâu, nhưng mà tại vì có ba là người theo cải lương nên là ở nhà ba cũng chỉ cho con rất là nhiều. Nên là đối với con thì nó cũng không có khó. Con gái ơi, con có một cái chất giọng rất là ngọt, rất là mùi và một làn hơi rất là dài. Không dễ để có được một bạn nhỏ tuổi như con mà có một cái làn hơi như vậy. Con nghĩ là bởi vì cái nôi trong gia đình là con từ nhỏ con đã được nghe cải lương. Không dễ để làm một cái câu xuống xề mà nó ngọt, mà nó không có làm cho người ta phải hồi hộp và không biết là bé nó có đủ hơi để hát cái câu này hay không. Ngày hôm nay con làm cái bài này cô đánh giá là rất tốt. Và con có một cái thiên bẩm trong cái giọng hát của mình là cái những cái nốt lên gió của con á, nó rất là lạ. Cô nghĩ là ông trời ban cho con một cái giọng hát rất là đẹp. Hôm nay cái tiết mục này rất là tuyệt, về mọi thứ âm thanh, ánh sáng, rồi cái cách trình diễn của con rất tự nhiên. Chúc mừng con với cái phần trình diễn ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô. Bé Quỳnh Anh ơi. Dạ. Thì con bước lên sân khấu mặt con rất là sáng. Cô thích nhìn cái gương mặt của con kinh khủng luôn. Cái thần thái ở trong con toát lên á, làm cho người ta không có rời mắt được. Đó là cái mà mình phải tự hào, vì đó là tố chất trong cái con người của mình. Trong giọng hát con thì cô không thấy có cái điểm gì mà cô phải đắn đo suy nghĩ hết trơn á. Nó ngọt, tôi nói nó ngọt giống như là trái sầu riêng mà nó gừng chín cay. Mình phải né sợ nó chín rồi nó rớt một lúc nữa mình không hay, rớt lên đầu mình. Đó, ủa? Nó mùi như vậy đó. Chị diễn tả sao nó thành ra ma quá vậy chị? Sao cái ngọt của ma giống lại người cô? Đã trái sầu riêng mà còn rất là đầu nữa vậy. Và cô rất là thích con, rất là dễ thương. Chị con ngồi đây và ngắm nhìn thôi con à. Chú thì chú mặc màu vàng, cho nên chú được các cô chú đặt cho biệt hiệu là phù thủy. Cho nên bây giờ chú sẽ làm đúng trách nhiệm của một người phù thủy. Chết rồi. Con chuẩn bị nghe lời của phù thủy nói chưa con? Con không thích phù thủy, con chỉ thích hai cô công chúa thôi. Trời ơi, anh ơi, thôi đừng buồn, anh ơi. Dạ, chừng cho em mấy thằng giấy anh chậm nước mắt. Rồi, bây giờ chú nói nè. Chú rất là khen ngợi con ở cái chỗ là con ý thức được mình bước lên sân khấu trình diễn như thế nào. Con bước lên sân khấu một cách nhẹ nhàng, tha thướt. Cái tiết mục vừa rồi khiến cho chú ngồi xem như là một tiết mục biểu diễn nghệ thuật thực sự trên sân khấu. Và con là một người nghệ sĩ đang hát trên một cái sân khấu lớn. Và chú cũng rất là cảm ơn gia đình của con đã chỉ dạy cho con cái ý thức của một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu. Đó là một cái điều rất quan trọng. Và một điều nữa mà chú rất khen ngợi, đó chính là từ cái câu chữ của con khi hát dòng sông, cây tre, ánh trăng, đặc trưng Nam Bộ. Đó là một cái điều đáng khen. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết được số điểm của cô Võ Hà Trâm và cô Phương Trinh Jolie dành cho con. Số điểm của chú Nguyên Vũ sẽ được giữ lại. Xin được mời cô Võ Hà Trâm. 9,75 điểm dành cho Quỳnh Anh. Cảm ơn cô ạ. Xin mời cô Phương Trinh. 10 điểm dành cho Quỳnh Anh. Cô. Nếu như một ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi. Nếu mà muộn phiền trong lòng, theo cơn gió cuốn trôi. Nếu như một ngày bạn khóc, giọt nước mắt rơi, thì xin hãy nhớ rằng bạn có tôi. Dẫu có đi đâu xin hãy vẫn nhớ về những lúc ta vãi kể. Bên nhau ta chưa đam mê qua câu ước thề. Hãy luôn luôn tin rằng đi qua bao thăng trầm, cuộc đời sẽ không cho ta vơi đi quyết tâm. Dù cho bao khó khăn bên ta từng ngày, thì ta hãy quên đi ngay. Vì bên ta có bao anh em bạn bè cùng sẽ chia. Và giờ đây tôi biết rằng cuộc sống thật tuyệt vời khi ta sống hết lòng. Vì sẽ nhận được giản đơn quanh ta. Và bạn nên biết rằng dù có đi xa đến nơi nào, ta vẫn luôn còn nghĩ đến
phiền trong lòng theo cơn gió cuốn trôi. Nếu như một ngày bạn khóc giọt nước mắt rơi thì xin hãy nhớ rằng bạn rất ôi người bạn thân sẽ luôn bên cạnh, người bạn thân sẽ luôn bên cạnh. Và giờ đây tôi biết rằng cuộc sống thật tuyệt vời khi ta sống hết lòng vì chỉ những điều giản đơn quanh ta. Và bạn nên biết rằng dù có đi xa đến nơi nào, ta vẫn luôn còn nghĩ đến nhau. Nếu như một ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi. Nếu bao buồn phiền trong lòng theo cơn gió cuốn trôi. Nếu như một ngày bạn khóc giọt nước mắt rơi thì xin hãy nhớ rằng bạn rất ôi người bạn thân sẽ luôn bên cạnh. Ta và bạn đơn giản chỉ ba từ, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thử thách cũng đã nếm qua đủ. Một ngày lại đi, ngày mai lại, để ta lại bên xa hơn nữa, để ta lại bên nhau, học được gặp thông, học được sự tha thứ. Chợ ngày đằng trước chẳng đủ chẳng lối bước hai ta, tình bạn thân thuộc ca xin gắn buộc chẳng theo dòng nước bay nhà. Dù đời ngày mang trăm ngà, dù đâu trời biển bao la, chừng nào còn bạn còn ta là còn tất cả. Cảm ơn con với phần trình diễn của mình, Hà My. Ở trong đây á, chú Toàn nghe có một câu là nếu như một ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi, đúng không nào? Dạ. Vậy thì như con đi, ví dụ như nếu mà con có một cái chuyện vui hay là chuyện buồn thì con có chia sẻ với mọi người không? Dạ, theo con thì cũng tùy chuyện, có chuyện nào mà mình cảm thấy mình ngại khi nói ra hoặc là mình cảm thấy nó không đáng để nói thì mình sẽ giữ nó trong lòng. Còn chuyện nào mà mình muốn chia sẻ với mọi người, mình cần sự tư vấn trợ giúp thì con sẽ chia sẻ với các bạn của con hoặc là ba mẹ. Có lẽ là cuộc sống hiện đại mang lại cho con nhiều cái tư duy mới hơn so với thế hệ của chú Toàn, so với các cô chú. Vậy bây giờ có một người bạn mà có cái tóc giống con muốn chia sẻ với bạn không? Con thì... Chú Toàn mời người bạn lên rồi con hãy suy nghĩ rồi trả lời tiếp nha. Mời người bạn có cái tóc giống con bước lên đây. Đó, đó bạn hết tóc rồi bạn bước lên nè. Đó, ghê chưa? Dạ ghê. Dạ ghê. Dạ ghê. Là, ý là đẹp ghê. Đẹp, dạ, đẹp ghê. Đẹp ghê. Bạn ơi, bạn lên đây, bạn lên đây. Mà em thấy nha, mấy cái người mà có cái mái tóc giống vậy nè, dễ thương lắm luôn á. Phải không em? Ừ, em cũng thấy vậy á. Đúng không con? Đúng không con ghê? Dạ đúng. Đúng không? Tóc thiệt luôn hả Gân? Dạ, tóc thiệt á, người ta bán á. Bây giờ mình mở nhạc lên cái rồi mình thử lắc tóc của mình coi là... Bây giờ nó rối luôn rồi. Đúng rồi, cơ hội một lần thôi. Cô Võ Trâm thấy như thế nào về phần trình diễn của con? À, cái thứ nhất á là My ơi, ngày hôm nay con rất là dễ thương. Và cái thứ hai là con chọn một cái bài mà cô rất là thích, mà nó rất là vừa vặn với con. Dạ. Con hát nó rất là dễ thương, cái nội dung nó cũng rất là trong sáng. Rồi con nhảy theo vũ đoàn cũng rất là dễ thương. Và cái phong cách của con giống như là cô cảm thấy là cái này nó mới là con nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Ngày hôm nay con rất là dễ thương, con như là một cô búp bê Barbie ở trên sân khấu vậy đó, và kế bên con cũng là một cô búp bê Barbie luôn. Yeah. Còn cái bên kia là đồ cổ á con, bên kia búp bê Ken mà mình bỏ vô viện bảo tàng. Nói chung là My hôm nay là My đã khắc phục được cái vấn đề là rõ lời. Yeah. Con hát những cái nút nhanh cô vẫn nghe được con hát cái gì, là lúc đọc rap cô vẫn nghe được là con đọc cái gì. Đó là cái điều mà con đã khắc phục được so với vòng trước. Rồi ngày hôm nay con đã tận dụng được hết những cái sở trường của mình, cứ như vậy mà mình lựa chọn cái bài nó vừa vặn phù hợp nhưng làm cho nó thật hay. Và ngày hôm nay con đã làm được điều đó. Chúc mừng con gái. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Rồi bây giờ có một người nữa nè. Chú Toàn muốn mời lên thề luôn. Tóc tóc không sợ rối. Mà quan trọng là chú dám lên không? Chú ca sim sao hả? Không lên nha. Chú làm sao? Chú lên. Trời luôn chứ. Mái tóc của chú Kasim cũng nổi tiếng và giống như là định hình phong cách của chú Kasim đúng không em? Với phần trình diễn của con thì chú Kasim thấy như thế nào? Khi thấy My ở đây thì thấy rất là đáng yêu. Dạ.
Cái đầu tiên là về Kasim rất là thích con gái, vì có hai đứa con trai à, ngoại như quỷ. Với lại là thấy mặc bộ đồ này nè, bộ đồ này cũng có con trai mặc nữa. Dạ. Mà hồi nhỏ Kasim cũng rất thích mặc cái này. Dạ. Má Sim hay mua lắm, cho nên thấy ra là mình đứa quý rồi. Dạ. À, khi mà con chọn cái bài hát gì, vì chú xem rất nhiều cái chương trình nhí nhí này nè, thì tự nhiên hôm nay thấy con chọn bài hát này thì rất, thấy rất là phù hợp. Phù hợp với khuôn mặt con, phù hợp với lứa tuổi, cái bài hát và mọi thứ bên ngoài là quá tuyệt rồi. Cảm ơn chú. Còn cái giọng hát sau này phải tập trung vào hát trước một tí. Khi mà con hát chuẩn rồi là con không sợ gì đó. Bố mày con đi đâu cũng được, ai làm gì thì con không bao giờ con lo hết đó. Dạ. Cho nên là con cố gắng về đó chứ. Mọi thứ thì chú thấy rất là tốt. Dạ, cảm ơn. Xin được cảm ơn chú Kasim. Riêng chú Nguyễn Phi Hùng không có tóc, mình ngồi tại chỗ nhận xét. Với chú thì hôm nay con khá là an toàn. Bởi vì là con làm rất là chuẩn mực, mọi cái di chuyển cũng như là giọng hát tạo cho người xem có một cái cảm giác giống như là con rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà cái đó dường như nó vẫn còn chưa đủ đối với con. Bởi vì chú thấy rằng là trong con còn có nhiều cái khát khao cũng như cái tài năng nữa mà chưa bộc phát hết. Chú vẫn đang chờ đợi và hôm nay thì chú chỉ chúc mừng con thôi, con đã lọt vào vòng an toàn. Như lần sau thì chú muốn thấy được chân dung một người đam mê nghệ thuật, một cái phong thái của một người nghệ sĩ, lúc đó con sẽ tỏa sáng với cái nội lực mà con đã ấp ủ. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn chú Nguyễn Phi Hùng. Và bây giờ sẽ là điểm số của các cô chú giám khảo dành cho con đêm nay. Chúng tôi xin mời đầu tiên số điểm từ chú Kasim, 9,75 điểm. Chúc mừng Hà My. Chú Nguyễn Phi Hùng sẽ tặng con số điểm là 9,75 điểm. Cảm ơn chú Nguyễn Phi Hùng. Và chúng ta sẽ biết được số điểm từ cô Võ Hạ Trâm vào cuối vòng thi của các con. Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, hay đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa xuân đôi vai. Làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Việt Hải và chúc mừng con Khang Nguyên, con đã hát xong bài hát của mình rồi. Chứ Tàng hỏi nè, con ở Cần Thơ thì con ở đâu? Dạ, con ở quận Ninh Kiều. Ninh Kiều, vậy là cũng ngay trung tâm luôn đúng không nào? Dạ đúng. Ở nhà con đông anh em không? Dạ đông. Bao nhiêu người mà đông? Dạ cỡ 5 người. Cỡ 5 người là gồm những ai? Dạ là chị con, con em trai, em gái với lại thêm bé trong bụng nữa. Nếu tính thêm ba mẹ nữa là 7. Đông dữ, và con tính 5 anh em luôn. Con có phải chăm em của mình không? Dạ có. Dạ con chơi với em, chơi xe hay là chơi búp bê. Đây là người anh trong truyền thuyết đây nè. Vậy thì tới phần trình diễn ngày hôm nay, chú Tài xin được mời cô Vân Khánh. Phải nói rằng là cô Vân Khánh rất là cảm xúc với cái tiết mục của con. Cô cảm nhận trong cái giọng hát của con á, nó có một cái chiều sâu, con cảm giác như là con một người sống rất là nội tâm. Và con hát rất là tình cảm. Con chỉ đứng hát nhưng cô vẫn cảm nhận được cái tình cảm sâu sắc mà con dành cho cái bài hát. Con hát rất là ấm, rất là hay. Cô chúc mừng con rồi, hôm nay con đã biểu diễn xuất sắc. Vâng, cảm ơn cô. Xin được mời cô Võ Hà Trâm. Khang Nguyên, con năm nay 13 tuổi. Mà cái phong cách của con, cái giọng hát của con nó chững chạc lắm con. Và cái điều mà cô rất là thích ở Nguyên là Nguyên rất là điềm tĩnh trên sân khấu. Con có một cái sự tĩnh mà không phải một bạn nhỏ nào cũng có thể có được đâu con. Giọng hát của con nó mang một cái chiều sâu trong tâm hồn. Và như cô đoán là con là một người sống rất là tình cảm. Cho nên là cái cách con hát, cái cách con biểu diễn nó thể hiện được cái điều đó. Và cô muốn góp ý cho con Nguyên là cái phần đẹp nhất của con là phần giọng, phần trung và phần trầm là phần đẹp nhất. Và cái chất giọng con rất hợp với những cái ca khúc mang cái tính chất nhẹ nhàng, tình cảm. Cô cũng mong muốn nghe được những cái thể loại khác để xem thử giọng hát của con có phù hợp với những thể loại khác hay không. Nhưng hiện tại sau bài hát vừa rồi thì cô thấy con rất hợp với những cái ca khúc mà nó tự sự, nó tình cảm. Và chúc cho con luôn luôn giữ được cái phong độ này ở những cái đêm thi tiếp theo ha. Cảm ơn cô. Xin được mời chú Nguyễn Phi Hùng.
Chú Hùng thì thấy rằng là con đang là một cậu bé có tố chất ngôi sao. Bởi vì nhìn khuôn mặt của con rất là sáng sân khấu. Và con thể hiện cái bài hát này thì chú Hùng thấy được hai trong một, chứ không phải là một người học trò nữa. Một cái sự chuẩn mực của một người học trò ngoan này, hoặc là một cái phong cách của một người thầy lúc nào cũng rất là nghiêm nghị, nhưng mà bên trong là một cái sự ấm áp, luôn yêu thương dành cho học trò. Con hát đến đâu thì da gà chú Hùng nổi tới đó. Chú Hùng lại nhớ lại tất cả những ngày tháng ở trường học được thầy dìu dắt, và nhất là những thầy đầu tiên mà mình bước vào lớp 1 đó. Và con đã truyền tải cái bài hát này, nó hết sức là tình cảm. Nó vừa trong sáng mà lại vừa có một cái gì đó chất chứa rất là nhiều những nỗi niềm. Sau chương trình này thì chú biết rằng là ở trường con, các thầy cô và các bạn cũng sẽ rất là tự hào khi trường mình có một nhân tố rất là đặc biệt và ca những bài hát rất là tuyệt vời. Chú Hùng tin rằng là con sẽ còn thành công nhiều hơn nữa. Con mỗi ngày con đều cố gắng thì chú tin rằng là con sẽ là một nghệ sĩ toàn năng. Em cảm ơn chú. Cảm ơn các cô chú giám khảo rất là nhiều, và xin mời số điểm dành cho phần trình diễn của bé Khang Nguyên trong đêm nay. Xin được mời cô Vân Khánh. Cho con 10 điểm. 10 điểm dành cho Khang Nguyên. Chú Hùng thì sẽ cho con 1 điểm 10. Dạ, cảm ơn chú. Cũng 10 điểm. Và chúng ta vẫn chờ đợi số điểm từ cô Võ Hà Trâm con nha. Một lần nữa, cảm ơn con Khang Nguyên. Ngây thơ ngu ngơ, có ai biết những điều đó sẽ bừng sáng tương lai khi niềm vui khi thành công tốt vẹn.
sẽ phải công ơn của thầy cô dạy cho con nên người. Lũ học trò thuở ấy nên lên khôn rồi. Cơn mưa sẽ nào nào bầu trời làm lao sao. Tinh nghịch và lao nhao, độ tuổi này láo nháo. Nghiêm ngục cùng hồn nhiên, những dị hợp tuyệt thần tiên. Và rồi những kỷ niệm bên nhau và cái tuổi thật ngốc nghếch, chỉ biết ăn biết chơi và vui hết nấc. Thì trong trường hôm ấy sẽ ngưng cất tiếng, nhưng tưởng là bất biến nhưng vẫn phải chia xa. Bảng đèn phường trắng sao nhận hòa, muốn tiếp tục quậy phá thật lâu. Thảo Nguyên ơi, con hát xong rồi này con có mệt không? Dạ không mệt lắm ạ. Không mệt lắm hả? Trời không thể nào mà ta hay quá trời. Tại sao ngày hôm nay con chọn bài này? Vì con thấy nó rất là hợp với cái tuổi học trò của chúng mình. Chúng mình là tôi với bạn đó phải không? Không, dạ không, ý con nói là những cái bạn cùng trang lứa. Không, thì cậu với tớ là bằng tuổi nhau đó. Anh Toàn ơi, anh chỉ là cái bề ngoài trẻ, nhưng cái phần trên thì vô hàng phụ huynh anh đứng rồi. Anh Tâm ơi, cậu nói gì tớ. Thôi đừng có tính cái tuổi đây, chúng ta là đều có một cái trái tim tuổi thơ hết đúng không? Trời ơi, em thấy chưa? Không anh, nhưng mà mặt già mình vẫn phải công nhận anh ơi. Đúng rồi. Cảm ơn con. Nhưng mà nè, Thảo Nguyên, ví dụ như là khi mà con đi học á, con có trong lớp con có hay quậy phá không? Dạ con thì không, nhưng mà các bạn con thì có. Chắc không? Dạ chắc. Thiệt không? Con nói thiệt mà sao chú không tin con? Rồi, cảm ơn con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần nhận xét của chú cho phần trình diễn của con ngày hôm nay nha. Mời cô Võ Hà Trâm. Đối với Thảo Nguyên thì cái phong cách của con cô rất là thích. Cô thích những cái bạn có cá tính mạnh và lên sân khấu á, con thể hiện rất là rõ nét cái chất âm nhạc của con. Và những cái động tác, phong cách biểu diễn của con nó rõ ràng luôn. Nó rõ ràng cho tôi thấy là tôi là một cô bé cá tính và đây là âm nhạc của tôi. Rất là tự tin luôn. Và những cái phần rap của con là con viết hay ai viết? Dạ, con có nhờ một người chị của con viết. Và khi mà con đeo mắt kính đen vô, bắt đầu con rap quá chất chơi luôn. Về cái giọng hát của con, nó cũng rất là hợp với cái phong cách nhạc rock and roll này. Cô thấy đây là cái điểm mạnh của con đó. Cái dòng nhạc mà nó cá tính, nó có những cái nhịp điệu tiết tấu mạnh thì nó sẽ rất là hợp. Đây là cái phần trình diễn dễ thương ha. Và cô nghĩ là nếu như có những cái sự chuẩn bị tốt hơn thì con sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng con gái. Cảm ơn cô. Xin được mời cô Văn Khánh. Cô chào con. Con chào cô. Cô cũng đồng ý với cô Trâm vậy đó. Tức là gì, cô phải nể hết sức là tại sao con có thể hát được trọn vẹn bài hát như thế, không có nghỉ một chút nào luôn. Tại sao con có thể làm được điều đó hay như vậy? Tại vì con có một cái tình yêu, một cái niềm đam mê và yêu thích cái dòng nhạc này đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Nãy con vừa hát, con vừa nhảy, con vừa đọc rap. Đó, thế làm hao tổn rất là nhiều cái sức của con. Sẽ dẫn đến là cái gì? Đôi lúc có những cái cao độ của con nó lên không tới. Tại vì con mệt quá, con phải lo cái câu sau nữa, nó nhanh quá mà. Thì con cố gắng để ý cái đó, để là sau này con tìm những cái bài nào nó cũng đúng chất của con. Nhưng mà con có thể là làm chuẩn bị cho mình kỹ càng hơn, có cái thời gian để con nghỉ giải lao cho cái giọng hát của con để hát tốt hơn nha con. Dạ con cảm ơn cô. Xin được mời chú Nguyễn Phi Hùng. Chú Hùng thì thấy rằng là con có rất là nhiều nội lực, nhưng mà dường như là với bài hát này thì chưa có khai thác hết được. Mặc dù là với phần đọc rap của con thì con đã hoàn thiện, mà phải nói là rap rất là chất luôn á. Chú Hùng mê cái phần đọc rap của con. Tất cả ai cũng đều thấy con có một cái nội lực mà chưa có khai phá hết. Thôi bây giờ mình gạt qua cuộc thi đi. Mình sẽ hát một câu hát nào đó mà con cảm thấy là thích nhất, để chú Hùng có thể nghe trọn vẹn cái cao độ cũng như là cái lửa, cái tình yêu của con dành cho âm nhạc. Dạ, vậy cho con xin được hát bài Hào Khí Việt Nam. Thử một câu nha. Đinh Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời sương máu dầu
rất là nội lực và có đủ cái thời gian để con lấy hơi, để con nén, để con làm sao đưa lên những nốt cao mà nó sáng nhất. Đây chính là cái điều mà cô chú đang mong đợi ở những phần sau để con tỏa sáng hơn nữa. Bước đường nghệ thuật của con sẽ còn rộng mở rất là nhiều. Chúc mừng con. Con xin cảm ơn chú ạ. Cảm ơn các cô chú. Và bây giờ là số điểm dành cho con, chú Nguyễn Phi Hùng. 9,75 điểm dành cho Thảo Nguyên. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Xin mời cô Vân Khánh. 9,75 điểm. Cảm ơn cô Vân Khánh. Và chúng ta vẫn chờ đợi số điểm từ cô Võ Hạ Trâm một lần nữa. Cảm ơn và chúc mừng con Thảo Nguyên. Xin cảm ơn ạ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn...
một vườn hoa nhỏ của bé Phương Linh. Trong tất cả các loại hoa, con thích hoa gì? Dạ, trong tất cả các loại hoa thì con thích hoa mẫu đơn. Màu gì con? Dạ, nó màu hồng. Rồi, bây giờ hãy quay lại câu chuyện của chúng ta với âm nhạc. Thì chú Nguyễn Phi Hùng, phần trình diễn này như thế nào? Chú thấy trước hết là giống như là công chúa bước ra từ câu chuyện truyền thuyết, câu chuyện cổ tích gì đó. Rất là đẹp, nhìn lung linh lắm. Cái giọng rất là bay bổng, rất là dễ thương. Thì mình cần phải học tập thêm một chút xíu nữa về những cái cách xử lý để làm sao cho giọng mình nó mở hơn, nó thoát hơn. Và chú Hùng thấy rằng là con có rất là nhiều những ưu điểm để có thể tiến xa hơn nữa. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Xin mời cô Vân Khánh. Cô chào công chúa Phương Linh. Dạ, con chào cô. Hôm nay con xinh lắm. Nói chung là về hình ảnh rất là dễ thương ha. Thì bài hát này cũng phù hợp với giọng của con á. Tại cô rất thích cái tem giọng của con, cái hơi của làn hơi của con á, mềm mại này, rất là bay bổng, mà con lên cao cũng rất là tốt á. Nếu cái chất giọng này của con á mà có người hướng dẫn về cái cách lấy hơi, kỹ thuật và cái cách nhả chữ của con á, nãy con hát vài chỗ nó hơi bị dính chữ, con hát con khép cái âm lại chút xíu thì nó sẽ rõ hơn. Chỉ lưu ý chút xíu như vậy thôi, chứ còn cái phần biểu diễn của con rất tốt nha. Chúc mừng con. Cảm ơn con rất cô. Cảm ơn cô Vân Khánh. Mời cô Võ Hà Trâm. Con rất là sáng sân khấu và cô thấy được con là một cô bé rất là chững chạc. Khi mà con hát thì cô cảm thấy rất là thích, dễ chịu nè. À, và cô đánh giá con có một cái làn hơi khá tốt. Khi mà những cái nốt cao con giữ rất là vững, rất là chắc. À, mình tập thêm ở cái phần trầm của mình, con hát sẽ linh hoạt hơn. Con chỉ cần khắc phục những cái điểm đó thôi là con sẽ rất là sáng luôn. Chúc mừng con nha. Con cảm ơn cô. Và bây giờ là số điểm của cô Vân Khánh dành cho bé Phương Linh. 9,75 điểm. Cảm ơn cô Vân Khánh. Xin mời chú Nguyễn Phi Hùng. 9,75 điểm của chú Nguyễn Phi Hùng dành cho Phương Linh. Cảm ơn chú Nguyễn Phi Hùng. Chúc mừng con Phương Linh. Và trong những tàn lá me cơ hề chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về, giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay đầy trong gió, giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phương thắm như màu ngàn cờ. Em đón mừng tiếng ve như ngày đầu mùa và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè. Căn nhà ta nằm nhỏ trong lòng một quê hương, như một hòn bi xanh trái đất này quay tròn, đất già cho đời trẻ nên đời được yêu luôn. Này em, trong mỗi con tim nhớ mang quê hương của mình. Này em, trong mỗi con tim nhớ mang quê hương của mình. Vì có chúng em nên đời sống mày không già, vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa. Bàn chân em đến giữa đời là thế giới thêm niềm vui, bàn tay mang non bên người tìm xóa những lo âu dài. Vì có chúng em như mùa xuân cho mọi nhà, vì có chúng em nên đời sống như trẻ già. Và trong những tàn lá me kêu hè hè, chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về, giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay đầy trong gió, giọt mưa long lanh trên
chào tiếng ve sau một mùa hè. Căn nhà ta nằm nhỏ trong lòng một quê hương, như một hòn bi xanh trái đất này quay tròn, đất già cho đời trẻ nên đời được yêu luôn. Này em trong mỗi con tim nhớ mang quê hương của mình, này em trong mỗi con tim nhớ mang quê hương của mình. Vì có chúng em nên đời sống mày không già, vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa. Bàn chân em đến giữa đời là thế giới thêm niềm vui, bàn tay mang non bên người tìm xóa những lo âu dài. Vì có chúng em như mùa xuân cho mọi nhà, vì có chúng em nên đời sống như trẻ già, vì có chúng em nên đời sống mày không già, vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa. Vì có chúng em như mùa xuân cho mọi nhà, vì có chúng em nên đời sống như trẻ già. Hảo Khang, ở nhà con thường làm gì? Dạ, ở nhà con thường tập hát. Con có biết làm được việc gì ở nhà không? Dạ, ở nhà con hay phụ giúp ba mẹ anh hai làm những công việc nhà. Dạ là quét nhà, nấu cơm với lại lau nhà. Con nấu cơm rồi con có nấu đồ ăn không? Dạ không, con nấu cơm thôi. Còn đồ ăn cho mẹ không? Có nghĩa là nấu cơm là mình nấu làm sao? Dạ là đầu tiên mình lấy gạo ra, xong rồi mình bỏ vô cái khay để bỏ vô nồi. Rồi mình bỏ nước vô, mình dò gạo khoảng 3 đến 4 lần. Rồi mình bỏ nước thêm lần nữa để một cái lóng tay. Dạ đúng rồi, xong rồi mình sẽ bỏ vô nồi, mình đóng nắp lại, mình bật, mình cho nó nấu. À, coi là con nấu cơm điện đó. Không, nấu đồ cơm điện đó. À, con nấu vậy rồi cơm nó bị khô hoặc là bị khét hay là bị nhão không? Dạ có mấy lần đầu con nấu là ở dưới khét mà ở trên như cháo. Vậy là giỏi lắm rồi. Thế thì với phần trình diễn của con, các cô chú sẽ trả ý kiến như thế nào? Xin được mời cô Võ Hà Trâm. Đầu tiên là cô bị chinh phục bởi cái vẻ rất là đẹp trai sáng sân khấu, và nhìn con là cô nghĩ ngay tới chú Quang Vinh đó. Hoàng tử Sơn Ca. Hoàng tử Sơn Ca, mà hoàng tử là con biết đẹp trai cỡ nào ha. Và cái cách biểu diễn của con cũng vậy, nó tự nhiên lắm. Ngày hôm nay hát cái liên khúc này cũng rất là dễ thương, con nó phù hợp với lứa tuổi của mình lắm. Nó nhẹ nhàng, dễ thương, lời hát cũng rất là ý nghĩa. Nhưng mà mình nhớ nè, kiểm soát cái hơi của mình á, đừng có để cho nó trong chinh. Con nên chọn những cái bài hát mà nó có cái cao độ nó ổn định hơn, có nghĩa là nó đừng có lên xuống quá nhiều, thì con sẽ khắc phục được những cái điểm yếu của con, và con sẽ tỏa sáng hơn. Chúc mừng con. Con còn có một cái ưu điểm mà qua chương trình này biết đâu các nhà quảng cáo sẽ tìm ra được gương mặt mới, bởi vì là cái cách con biểu diễn rất là hồn nhiên, làm cho cái khoảng cách thế hệ giữa người nhỏ và người lớn được xích lại. Đây là những bài hát mà rất là nổi tiếng, nhưng mà khi mà nghe con hát với cái cách trình bày, với bài phối cũng được đầu tư, mà cảm giác nó vừa có học thuật trong đó mà vừa có cái sự hồn nhiên nhí nhảnh. Vì thế cho nên là khâm phục vô cùng. Người lớn xem thì sẽ cảm thấy được là cả một cái trời của học trò sẽ được ùa về, và họ sẽ trân trọng những cái tài năng như con. Nhưng mà rất là sáng sân khấu và rất là đẹp nữa. Cảm ơn Nguyễn Phi Hùng. Mời cô Vân Khánh. Và nói là có một lời khen cho con là con có một cái cảm nhận, một cái rất tốt về cái tiết tấu, nên là con thể hiện nó rất là tự nhiên, rất là duyên dáng. Cái giai đoạn này là giai đoạn từ con chưa có vỡ giọng hết, cho nên nó sẽ rất là khó, nhưng mà mình biết cách hát chút xíu. Ví dụ hồi nãy cô để ý trong cái bài của con là cái như một hòn bi xanh, cái hơi con nó phào ra, thì con sẽ khó điều chỉnh được cái cách hát của mình. Con tập thêm, con chọn bài cũng vậy, con cố gắng đưa cái hơi của mình đẩy ra ngoài mặt. Dạ. Giờ sẽ là số điểm của các cô chú dành cho Hảo Khang. Chú Nguyễn Phi Huân, 9,75 điểm dành cho Hảo Khang.
Cô Văn Khánh, số điểm dành cho con sẽ là 9,5 điểm. Xin được cảm ơn cô Văn Khánh. Chúc mừng con Hảo Khang. Chiếc áo ngày mai sợ sẽ phai màu.
thế giới hơi thêm màu xanh áo ê. Xếp chiếc áo từng đêm em gối đầu. Giữ mái nhéo xanh mẹ trao ước mơ. Chiếc áo ngày mai sợ sẽ phai màu. Thế giới hơi thêm màu xanh áo em. Xếp chiếc áo từng đêm em gối đầu. Giữ mái nhéo xanh mẹ trao ước mơ. À, ngoài chơi guitar điện con còn chơi được nhạc cụ nào nữa không? Thì con cũng chơi nhạc cụ guitar thùng à. Rồi cũng có chơi piano. Và con cũng rành rỗi nhất trong tất cả các số con chơi nhạc cụ là chơi trống. Rồi nhưng mà cho chú Toàn hỏi là trong tất cả các nhạc cụ mà con chơi đó, con thấy cái nào khó nhất? Dạ theo con thì piano nếu mà mình chơi thì nó cũng dễ, nhưng mà nếu mình muốn master, mình muốn làm chủ của nó thì nó rất là khó. Wow. Vậy thì cái nào dễ nhất? Theo con trong các số nhạc cụ con không thấy nào dễ hết. Nói quá mình chơi chi, khỏi chơi đi chứ. Trong chơi chú Đại chú Toàn đâu biết quánh gì đâu. Không được quánh lộn. Phải nói là khi mà Thiên Nga mới bước ra sân khấu một cái là chú phải wow. Từ khuôn mặt này, ngoại hình cho đến quần áo và cả tóc nữa. Con rất là xinh, rất xinh luôn. Và khi mà con đứng trên cái bục trên cao đó, cầm cái đàn list một cái đoạn đó, chú nghĩ là tại sao lại có một em nhỏ mới có 11 tuổi mà lại giỏi, xinh như thế mà lại tài năng như thế nữa. Và khi mà con cất giọng hát lên nữa đó, thì chú thấy là con có một cái giọng hát rất là dày, nghe rất là thú vị, rất là hay luôn. Yeah. Phần trình diễn mọi thứ đó rất là tròn, rất là hay. Yeah. Nhưng mà chú góp ý một chút là cái phần tempo nhạc nó hơi chậm. Chú muốn nó nhanh hơn một chút để nó tạo cái cao trào trong cái phần điệp khúc của con. Khi mà con hát ca khúc này con phải chơi guitar nữa, nên chú nghĩ là con cố tình giảm cái tempo lại để con có thể chơi tốt guitar và con có thể hát ca khúc này. Thì hy vọng là trong lần sau khi mà con trình diễn ca khúc này thì với cái phần guitar mà con tập nghiễn rồi đó, thì con tăng tempo lên một chút để cái tạo cái cao trào của khúc nhiều hơn. Và biết là một ca khúc rất là hay và cái đoạn sau của nó rất là cao trào, rất là sôi nổi luôn. Nhưng mà nói chung là phần trình diễn của con hôm nay rất đẹp và rất là tròn, rất hay. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn chú. Ở tiết mục này của con á, về cái phần nhìn hoàn toàn thuyết phục khán giả. Ở cái bài áo xanh này, đây là một ca khúc rất là hay. Giai điệu của ca khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì con phải xử lý bài như thế nào để lần này nó khác, lần thứ nhì nó khác. Và mỗi lần thì con phải tăng đô cho khán giả theo. Thì khán giả mới theo con được. Chú góp ý đây để con có thể phát triển. Tại vì chú nhìn thấy được con còn sẽ đi rất là xa, phát triển rất là tốt trong cái con đường nghệ thuật của mình. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Phải nói là hôm nay cô bất ngờ khi mà con biết chơi nhiều nhạc cụ như vậy. Thì cô thấy là con một cô bé rất là may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì con có đam mê thì con được học những cái gì con mê. Ngày hôm nay con làm tròn trịa. Con làm rất là tròn trịa cái bài mọi thứ về phần nhìn, về phần hát. Nhưng mà bởi vì cô chú ở đây nhìn thấy cái khả năng của con, cho nên là chờ những cái gì nó đang ở phía sau đó, thì cô mong rằng những cái số tiếp theo cô chú sẽ thấy được cái sự mong chờ của mình được thỏa mãn con nha. Chúc mừng con gái. Cảm ơn cô Trâm rất là nhiều. Và bây giờ là số điểm của các cô chú dành cho phần trình diễn của con trong đêm nay. Có nghĩa là con đã làm tốt rồi, nhưng mà cô chú đều mong muốn là Thiên Nga có thể tốt hơn chút nữa, tốt hơn chút nữa, ráng hơn nha. Xin được mời số điểm từ chú Quốc Đại, 9,75 điểm. Xin mời cô Võ Hà Trâm. Sao chú Quốc Đại nó bắt trước cô hoài luôn? 9,75 điểm dành cho Thiên Nga. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúng ta còn bật mí số điểm từ chú Minh Sang nữa. Nhưng một lần nữa, chúc mừng Thiên Nga.
to wash me away, a tide that is taking me under. Swallow is left with nothing to say, my voice drowned out in the thunder. But I won't cry and I won't start to grumble whenever they try to shut me or cut me down. I won't be silent, you can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. I know it's I want girls speechless, 'cause I breathe when they try suffocating me. Don't you run the rest of me, I know that I want girls speechless. Written in stone, every word, center razor and I'm bending. Stay in your place, better seen and not heard. Well, now that story's ending. 'Cause I cannot start to crumble. So come on and try to shut me or cut me down. Tôi sẽ không sợ hãi, tôi sẽ không im lặng mãi. Dù chẳng có ai bên cạnh tôi, thế nhưng tôi vẫn đương đầu với nỗi sợ. Bao dòng lạnh giá không thể đến phá tan những hòn đá. Đừng bỏ lỡ ước mơ những ngày qua, những hạt mầm nếu kiên cường sẽ nở hoa. Try to lock me in this cage, I won't just lay me down and die. I'll take these broken wings and watch me burn across the sky. Hear the echo say, and I won't be silent. If you wanna see me tremble when you try it, I know as I want girls be speechless. Let the storm end, I cannot be broken. No, I won't live unspoken. Rất là thích cái tiết mục của con ngày hôm nay. Ở trên sân khấu cô nhìn lên là đầy màu sắc. Cô ngồi đây cô chỉ thưởng thức thôi. Và có một lời khen cho con là cái phần đầu bài á, thì cái giọng thấp của bạn rất là tốt. Giọng thấp của bé rất là tốt luôn. Không ngờ là tại vì ở cái lứa tuổi này á, thường thì xuống thấp nó sẽ không đẹp mà lên cao. Nhưng mà bạn này thì lại ngược lại. Thần thái của bé Thiên Nga hôm nay rất là tốt. Cô thấy được con là một cô bé có giọng hát rất là nội lực. Cho nên là cô dành lời khen cho con ngày hôm nay. Chúc mừng cho phần biểu diễn của con Thiên Nga. Đó, lúc mà con đã bước ra sân khấu á, đẹp vô cùng đẹp, âm nhạc, trang phục hòa quyện vào với nhau. Và khi con cất giọng lên á, cái quãng trầm của con á, nhưng vẫn rõ chữ. Cái đó thì cô đồng quan điểm với lại cô Duyên Quỳnh. Bởi vì hát những quãng trầm rất là khó, mà lại là cái lúc mà con đã diễn xong rồi mà con lại phải quay lại, con phải nghe được cái âm trầm nhất và để con hát để bắt đúng. Không là con đi ra sa mạc Sahara ngay, đúng không? Nhưng mà con vẫn bắt đúng để con thể hiện hết cái bài hát của mình. Và diễn xuất của con cũng rất nhịp nhàng với lại các anh chị vũ đoàn nữa, rất là nhớ bài nữa. Chúc mừng con ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô. Hôm nay mặc đồ tiên. Dạ. Nên nhận xét cũng phải có chút tiên ở trong, đúng không mấy chị? Đúng. Con gái hôm nay vẫn rất là xinh đẹp. Con giống như là một bản thu nhỏ của công chúa Jasmine vậy đó. Và con chọn một cái bài mà cô Trâm rất là thích luôn. Cô Trâm xem Aladdin phiên bản người đóng thì cô Trâm cũng mê mẩn cái bài Speechless này. Và bởi vì là cô Trâm thích và cô Trâm đã hát rồi nên cô Trâm biết đây là bài hát rất khó. Người lớn còn khó, huống chi là con nít. Cho nên con biết, cô biết là khi con chọn bài hát này có nghĩa là con rất thích nó. Con biết nó sẽ khó, nó sẽ là một bài hát thử thách con.
con vẫn quyết định chọn bởi vì con thích nó. Và hôm nay là cô khen con bởi vì là một cái bài hát rất là đẹp, rất là lung linh. Và thêm một điều nữa là con đã rất mạnh dạn để chọn đúng cái bài con thích. Tuy là nó khó nhưng mà con vẫn ráng chinh phục nó, và ngày hôm nay con đã làm được. Chúc mừng con. Cảm ơn các cô Tiên rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ba bà Tiên sẽ dành cho công chúa Jasmine. Và bây giờ xin mời số điểm của bà Tiên. Con thích Tiên trắng hay Tiên xanh? Tiên quen hay Tiên lạ? Dạ Tiên quen. Thì Tiên cũng phải giữ cái trọng trách của Tiên. Tiên cũng là Tiên giám khảo mà. Cô cho con 9,5 điểm. Nhưng mà đây là cái điểm mà cô nghĩ là con sẽ nghĩ về cái số điểm này để con tiếp tục cố gắng ở vòng sau. Cô muốn con hơn như vậy. Con nha. 9,5 điểm của bà Tiên Võ Hà Trâm dành cho Jasmine Tiên Nga. Và xin mời cô Hà Thúy Anh. 9,75 điểm dành cho Thiên Nga. Cảm ơn cô Hà Thúy Anh. Chúng ta sẽ biết được số điểm từ cô Duyên Quỳnh khi vòng 4 kết thúc. Dạ. Còn bây giờ, một lần nữa xin được chúc mừng bé Thiên Nga. Và mời quý vị đến với phần trình diễn tiếp theo. Con xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây, con xin trình bày ca khúc Cha Già.
khôn lớn. Ngày ngày qua khuya sớm bao nhọc nhằn, nghe tiếng cha rầu hàng nghẹn ngào thương cha biến bao. Ngoài bờ tre nắng lên, nắng trôi cha bằng tông thêm. Ngoài kia con nước lên, cha già bên cười một mình. Đồng ruộng xanh nhớ nhung, bóng cha dời mẹ thiên ta. Cha xa con rồi, cha về với mẹ thờ. Gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi, con đã nghe lời ru đắng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á rất rất là cảm xúc luôn. Cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói cái đó nha. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đồ áo xanh nha con. Cái gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình á. Cha con nhớ cha niềm lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là
bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận, người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền, và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt, và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lệch. Khoan vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lệch. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tú My ơi, cô Tú My biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Oh my god, hay không con? Sâu đôi thương loang em cũng đoan trường, sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tú My. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Và lần này, hương hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời. Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Thì cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông,
làm sao mà làm hằng Nga được? Chứ sao công chúa làm hằng Nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian nghỉ chơi. Thôi, sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi làm phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á? Là làm phụ dương là làm cha hay gì? Được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Thôi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá à. Hai phụ dương, để tô cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Đây. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Trời ơi, thì sao bán trâu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số? Cái sao lo quá, sao hòa đi, sao còn... Trời đất ơi con ơi, bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số, sao không đi bán đi? Nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con. Sao đây sao cành ổng giùm cho nghe. Dạ con cảm ơn Sao. Đi lẹ đi. Ê, quên hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bay kêu gì sao cũng nghe, bay biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu vác về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao vác về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộ bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sao? Hả? Sao con cầm những con cọc giấy số này Sao? Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sao con ăn cháo lòng chừ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số, mà Sao đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sao ôm giùm con chứ sao? Trời ơi, lanh quá ha, lý sự quá ha. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ, đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Dạ. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi, Mình ơi, em nè, Mình ơi. Cứu đi nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình để ơi. Tôi cho con nè. Công chúa. Đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Lại đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Là gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là vì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi.
còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa. Rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là... mình. Cha ơi, nghiện quá, con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à, con không biết làm sao hết. Mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Ba năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán cái số nuôi anh đó anh Năm. Đứt ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại, chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáng tôi dẹp hết cho, không có để bên này trong nhà nữa. Xin trân trọng dành một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay, và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh, làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á,
Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hưng là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó, ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con, hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ tư thì con mới tới đây được. Và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ, nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Trời mây bay, ai muốn hát
đứng dậy. Nhìn ra ngoài trời mây bay, à ơi muốn hát lên, à ơi hát lên. Em ơi hãy sống như ngôi mèo nhẹ nhàng. Trước khi mà 6 vị nhận xét, Nguyễn Khang muốn đố hai vị nghĩ xem hai bạn này có điều gì đặc biệt à? Cái mặt giống nhau. Khí giống nhau. Hồi nãy là bước ra là nó nghĩa cái này là anh em chắc luôn rồi. Giống lắm. Giống gương mặt y chang nhau hả? Như cái bên in ra vậy đó. Anh em có không? Có anh em không? Khánh Ngọc và Đình Nhiêm là hai chị em sinh đôi. Mọi người có đoán được hai chị em sinh đôi có những điểm chung gì? Chúng con học chung lớp nên luôn hỗ trợ nhau trong học tập. Và tụi con cùng được sự quan tâm và chăm sóc của một người rất là đặc biệt, đó chính là mẹ. Là anh chị lớn nên là chúng con luôn giúp đỡ mẹ trông em. Cô bé Hồng Ân này nhõng nhẽo nhất nhà, nhưng tụi con có bí quyết để cả ba chị em cùng chơi với nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh, hai chị em luôn giúp nhau tập hát. Vì âm nhạc là niềm đam mê của tụi con mà. Tụi con vui nhất là được cùng mẹ và em gái đi ăn kem. Với niềm đam mê âm nhạc này, tụi con hy vọng sẽ chinh phục được các huấn luyện viên để bước vào vòng tiếp theo. À, có một điều đặc biệt là cô chị chỉ ra trước em có mấy phút. Ồ, mà sao ông em bự hơn vậy ta? Em uống nhiều sữa hơn kiểu anh em bự. Xin mời cặp đôi nhà vũ trang. Ok, chú phải đứng lên chú mới nói, tại vì chú rất là háo hức khi mà sau khi nghe cái phần trình diễn của con. Anh đứng vậy em đứng luôn. Ok, đứng luôn. Okay. Cái chương trình này tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca, đúng không con? Cho nên là cái sự hòa quyện giữa hai giọng ca là cái quan trọng nhất. Và từ đầu chương trình tới bây giờ, hai đứa con là cặp duy nhất mà chú thấy có cái độ bè, nó vừa chuẩn vừa ngọt ngào và vừa ăn xâm với nhau. Mọi người có thể cho hai cháu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại vì quá mê hai chị em sinh đôi là một cái gì đó nó rất là lạ. Cô chú xong chưa? Dạ tạm thời xong chị. Dạ. Tạm thời. Chưa có cặp đôi nào ngoài cái chuyện như chú Dương Triệu Vũ nói là hát bè với nhau ăn ý. Cái điều chú Bạch rất là tâm đắc là tụi con có sự giao lưu, có sự diễn xuất tình cảm trao nhau, là bởi vì tụi con sống chung một nhà, hiểu được. Và chú Bạch hiểu được điều này là tại sao ngoài cái chuyện làm nghệ thuật, chú Bạch còn có hai người em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Cho nên chú Bạch rất biết tính biết ý của những bé sinh đôi, phải như thế nào thì mới hợp. Mặc dầu sinh đôi nhưng không phải giống nhau đâu, mỗi người sẽ có một nét riêng. Mà cái kinh nghiệm đó chú Bạch sẽ kết hợp với cô Trang nữa, sẽ làm một cái gì đó cho tụi con. Mà tụi con thì biết rằng là bên kia quyết định dình dập, cô chú sẵn sàng nhường. Nhưng mà nếu mà hai con chọn cô chú thì cô chú sẵn sàng nhận. Nếu như mà đã muốn nhường rồi thì thôi, mình làm người quân tử luôn, mình nhớ giữa đi nha. Không phải, tại vì cái quyền quyết định không thuộc về ban huấn luyện viên. Okay, mà thuộc về các bé, mà mình phải tôn trọng các bé, đúng thôi, không? Thôi, tại sao chú Thanh Bạch lại nói như vậy? Nói là sẵn sàng nhường bởi vì sao? Bởi vì cô chú không có muốn làm cho tụi con quá lo lắng, là bởi vì cái sự bạo lực là bên cái vũ trang nó mang lại cho tụi con.
tại vì bên kia sẵn sàng giành giật rồi cái gì đó. Không, cô chú không đi theo cái đúng. Chiến lược đó. Cô chú rất là bình tĩnh. Hai đứa chọn thì cô chú mừng lắm. Hai đứa không chọn thì tính sao? Tính sao? Ở đây ai cũng sẽ đem lại điều tốt cho tụi con. Nhưng cô nghĩ là tụi con nên về đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Cảm ơn nó chị Đoan Trang. Có nhiều cái lợi thế cho tụi em con. Em để ý trong lúc chị chia sẻ tình cảm thì anh nghĩ anh nhìn chị đắm đuối say mê như thiếu điều anh muốn qua, anh muốn làm gì chị luôn á. Dạ xin anh nghĩ anh có điều gì mà tại sao anh đứng dậy đội của anh đâu có chọn ai đâu anh. Ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ bởi vì Đoan Trang rất là tha thiết thành khẩn. Nó thuyết phục hai bé, chú chỉ muốn nói một cái lời công bằng mà thôi. Hai con là hai chị em sanh đôi, một cái sự tương đồng về tất cả mọi cái, có được một cái tình thân, mà cái điều này là cái quan trọng nhất. Cái tình thân nó tạo nên cái tình cảm, cái cảm xúc trong cái phần trình diễn của hai con. Và một cái điều chú thấy đó là cái sự nhẹ nhàng của hai con, cái sự mềm mại, cái sự mượt mà của hai con thì nó rất là phù hợp. Nó rất là phù hợp giống như là cặp đôi của con với cặp đôi của cô chú đây, thấy không? Cặp đôi của con hòa quyện không? Cặp đôi của cô chú nghĩa trang, hợp lý sợ không? Đó. Rất hợp lý anh Nghĩa. Đó. Còn đây, đây là cặp đôi vũ trang. Đó. Bởi vì chú không phải là chú cố tình chú binh cô Thu Trang đâu. Nhưng mà nếu như hai con mà đó cảm thấy rằng hợp lý thì hai con nên chọn cái gì đó hợp lý với mình nha. Chú thì đó, chú cũng muốn gợi ý một tí nhẹ nhẹ vậy thôi. Con ơi, chú Vũ tin chắc là nếu như mà hai con về đội của chú sẽ cố gắng hết sức mình. Chú và cô Trang sẽ làm sao để đưa cho con được vào thật sâu trong chương trình. Và có khả năng là con có thể làm quán quân luôn. Con có nghe chú Vũ nói không? Chú không có binh chú Vũ. Chú không có binh chú Vũ đâu. Chú không có thích chú Vũ đâu. Nhưng mà tự nhiên chú cảm giác cái giọng chú Vũ á, nó hợp với giọng với hai đứa con dễ sợ luôn á. Không có tình cảm. Không, nó nhẹ nhẹ. Không phải giọng nữa mà phải coi cái cặp mắt. Đúng rồi. Cặp mắt thí đó. Rồi mình cười một cái nha con. 1, 2, 3 cười. Bà ơi, bà có nhớ 60 năm về trước không? Nhớ, tôi nhớ chứ sao không nhớ. Hồi đó tôi là một cô bé gầy, còn bà là một cô bé mím mím. Còn bây giờ từ trên xuống dưới tôi thấy bà còn dày. Đâu có. Tôi nhớ hồi nhỏ là hai đứa mình đẹp lắm. Giờ đỡ rồi. Hồi đó hai tụi mình thi cái cuộc thi gì mà xong gì đó bà. Xong gì á? Xong kiếm hợp bếp. Em mà khoan, thấy nó lạ lạ lắm nè bà. Hình như mình chưa thi qua cái cuộc thi này sao nghe lạ quắc luôn á. Thôi tôi mệt quá, bỏ qua đi. Thôi giờ mây, giờ mình hát lại cái bài về ăn cơm đi bà. Thôi, bây giờ già cả rồi, hát sao được nữa. Bây giờ nè, mình trẻ lại đi. Trong phim điện ảnh á, trẻ là như vậy nè. Mấy chú ban nhạc ơi, cho con xin music. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, huy sao nô đùa bên đám bạn, nơi ly tre trời trường tìm. Khói bếp cay mắt mẹ già, bên bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa suốt. Quê tôi lượn vòng, quê tôi mênh mông lúa mới, cỏ bay lạ lời câu hát ấy. Chiều chiều nhớ về chân xa, một thời con nít còn chăng chờ. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Sáng sớm mẹ già, bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.
Chúc mừng Hoàng Yến và Lan Khuê với ca khúc Về Ăn Cơm. Hai bạn của chúng ta đã thể hiện rất là sôi nổi, biến cái sân khấu này như là nhà của mình để biểu diễn rất là tự nhiên, và đã lồng ghép một yếu tố rất là điện ảnh vào trong sân khấu của chúng ta, quay đúng một vòng là trẻ lại luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên chúng tôi xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly sẽ chia sẻ. Khi hai con làm hai bà già hả, nó rất là đáng yêu. Em Khuê ơi, con ăn hết cơm của bạn phải không? Con dễ thương lắm, con tròn trịa, con duyên dáng, con dễ thương trên sân khấu. Chạy nô đùa rồi bốc đám rơm dục này kia. Nhưng mà hình như có một chút xíu lúc mà lên tông á. Tại máu quá mà. Nó máu quá, nó trôi xa xa chút xíu. Nhưng mà cuối cùng cái chữ về nhà ăn cơm lại vô đúng nha. Công nhận hay thiệt, chữ ăn cơm vô đúng đó. Hai con lúc mà hát á thì rất là tự nhiên, rất là máu lửa. Chú thích cái sự thoải mái của tụi con, không có bị áp lực bởi cuộc thi. Nhưng mà Lam Khuê thì con phải cẩn thận hơn mấy cái nốt cô hát thấp á. Giống như là cái chữ lượng vòng á, lúc nào con cũng hát chưa có tới tổng thể của nguyên một cái bài. Thì hai đứa trình diễn rất tốt, làm cho chú và mọi người ở đây rất là phấn khích. Và khán giả cũng đứng lên nhảy với tụi con. Thì cái đó là đã nói là tụi con thành công rồi. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Còn cô Trang nghe bài này cô Trang thấy sao? Cho cô Trang soi chi tiết thôi nha. Cái rơm á mình bóc ở đâu cũng được, sao hai đứa cứ lại đúng một chỗ đó bóc vậy? Cô Trang, kệ người ta. Trời ơi, cái này đâu ai người ta bóc. Tôi còn cứu bả được luôn rồi đó nha. Không, tại vì á nếu như mà bạn tới đó đã bóc nắm rơm quăng rồi thì con có thể bóc bên này quăng nắm rơm để cho hai đứa tung tẩy với nhau. Tự nhiên cái một đứa lại đây bóc quăng lên, cái đứa kia phải chạy lại đây bóc quăng không. Lên chú nghĩ lý giải. Bởi vì cái đống rơm này nó bự nhất, bóc cho nó nhỏ đi. Đó. Con Cô Trang lên diễn đi. Không phải, hồi nãy là hai bạn trẻ sống lâu năm bước lên đây chúng lên, ta sẽ đi. Thể hiện lại. Và bây giờ quý vị hãy cùng xem hoạt cảnh của ba bạn trẻ bóc sống lâu lên. Năm sẽ tái hiện lại ca khúc Về Ăn Cơm. Bắt đầu. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, vì sao nụ đùa bên năm bạn này đi che chở cho tiêu. Khói bếp cây bắt mẹ già với mẹ lo. Every day I'm shuffling. Lợi dụng thời cơ để mà ném MC vậy đó. Nếu như đây là ca khúc Về Ăn Cơm thì thưa quý vị, đây là phá nát bữa cơm của gia đình. Ca khúc Về Ăn Rơm. Tùy vào độ tuổi thì trẻ con từng giai đoạn có những sự tăng động khác nhau. Thưa quý vị, nếu mà giai đoạn từ 8 đến 9 tuổi thì các bé ném rất nhẹ nhẹ, ném theo chiều hướng nghệ thuật điện ảnh. Và còn đối với giai đoạn 30 mấy tuổi trở lên thì thưa quý vị đã thấy rồi đó. Dạ. Và bây giờ thì xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Dạ. Đây là một tiết mục mà cô với chú Thanh Bạch nhức đầu nhất, lúc tập rất là vất vả. Cái câu bè đó, trời ơi, tập tới tập lui, tập xuôi tập ngược, đó là một cái bè khó. Nhưng cô vẫn khăng khăng muốn tụi con phải làm cho bằng được, mà thậm chí muốn hai bạn cùng làm. Và ngày hôm nay tụi con làm như thế này, cô thấy tụi con nỗ lực quá lớn. Rồi làm cái đoạn bà già, cô nói bây giờ chú Bạch dạy cho con hết lòng mà làm nó không có duyên một cái, không ai cười. Tự nhiên bà ơi, hồi xưa túi bà đẹp quá, giờ đỡ rồi, cái không ai cười nó kì. Cô thấy người ta cười cái cô vui ghê luôn vậy đó. Tôi bung cái miếng ra có người chụp mặt, cái bung ra không ai chụp. Cô ở đây không biết làm sao. Tại vì đó là nhờ hai con duyên dáng. Nếu như cô Đoan Trang mà làm thì chú Nghĩa cũng sẽ cười mà cười nè. Không sao đâu con, tại vì cô là Nghĩa ơi, là Nghĩa. Yeah. Không có sao hết á. Cô là một hoa hậu thân thiện của cả nhà chúng ta. Cười đi. Cảm ơn những lời nhận xét rất là tâm huyết của huấn luyện viên Đoan Trang. Yeah.